Chào các bạn, mình xin giới thiệu các bạn đây là chiếc điện thoại Nokia 670 Gold chính hãng được xách tay từ Ukraine về Việt Nam. Máy rất chất, còn gần như là 95-97% trở lên, đến 99%. Máy này là hộp trùng cả email. Quan trọng nhất 67 là về hình thức máy. Mình hình thức máy đã đẹp thì chắc chắn thì bên trong main thì phải đẹp. Đặc biệt người Tây người ta không dùng dán ni lông như kiểu ở Việt Nam mình. Thậm chí bên ngoài vỏ rất đẹp nhưng bên trong thì ruột đã bị hỏng rất nhiều, sửa chữa rất nhiều. Rất khít, chưa bung mở. Màn hình này nó là bằng Mica nên là nếu mà dùng nó hay bị xước vết, còn chưa dùng thì gần như là mới. Zin. Đây là máy mây bên trong. Gần như là mới hết từ con ốc. Anh em mà có nhu cầu hàng độc hàng đẹp các loại 8800 Vertu 6700 hãy đến với cả sonamobile.com. Xin cảm ơn các bạn.